Ủy ban nhân dân phường Tân Phước thị xã Phú Mỹ vừa tổ chức trao 300 suất học bổng cho các em học sinh nghèo gặp hoàn cảnh khó khăn, đạt kết quả cao trong học tập trước thêm năm học mới. Bên cạnh đó, phường cũng phát tặng 130 phần quà cho các hộ nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn phường. 300 suất học bổng được trao cho các em học sinh mỗi suất trị giá 500 000 đồng tiền mặt do Ủy ban nhân dân phường Tân Phước vận động các mạnh thường quân và doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn thị xã Phú Mỹ ủng hộ các phần quà trao tặng các hộ nghèo trị giá 300.000 đồng, gồm 5 kg gạo, một thùng mì và các nhu yếu phẩm, tổng trị giá 42 triệu đồng. Chăm lo cho các hoàn cảnh khó khăn nhân Ngày hội Toàn dân Bảo vệ An ninh Tổ quốc năm 2023, phường Tân Phước cũng vận động xây tặng một căn nhà đại đoàn kết trị giá 200 triệu đồng, trao 180 xuất quà trị giá 54 triệu đồng, trao tặng 300 xuất học bổng trị giá 150 triệu đồng cho các hộ gia đình khó khăn và học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn.